Xin chào tất cả các bác và anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của MDL Hà Nội. Ngày hôm nay sẽ là một video chia sẻ cũng như là giải đáp thắc mắc những vấn đề mà các bác và anh em hay trăn trở bấy lâu nay. Đó chính là cái vấn đề mà các bác và anh em thường hay hỏi em nhất, đó là khi mà sử dụng một chiếc đầu giải mã DAC này thì các bác và anh em nghe nhạc từ cổng quang, từ TV qua giải mã hay hơn hay nghe nhạc từ điện thoại vào hay hơn? Đấy là một cái câu hỏi mà các bác và anh em trả lời và đặt vấn đề hỏi em rất là nhiều. Và bấy lâu nay thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video để chia sẻ những cái gì mà em biết, hoặc cũng như là em sẽ test cho các bác và em nghe thử luôn là các bác và em nghe nhạc từ cổng quang của TV hay hơn hay là nghe nhạc từ điện thoại qua giải mã hay hơn các bác và anh em nhé. Đấy, một cái video rất là gọi là mang tính gọi là chia sẻ để các bác và em tham khảo. Ngày hôm nay em sẽ sử dụng con giải mã DA 800 của Zinet để test cái chất âm các bác và anh em nhé. Vào đây, cổng quang em đã cắm sẵn rồi, ngày hôm nay sẽ cắm sẵn cổng quang cũng như cổng USB và kết nối qua cái dây OTG đây vào điện thoại. Em sẽ test cùng trên cùng một bài nhạc các bác và anh em nhé, cùng một đoạn nhạc. Và âm lượng thì con giải mã thì em sẽ để một mức cố định, cũng như là âm ly em sẽ để một mức cố định không thay đổi các bác và anh em nhé. Đây, em chỉ chuyển từ cổng quang trước xong sang cổng USB thôi để xem là cái âm thanh khi mà các bác và anh em nghe qua cổng quang hay hơn hay là qua điện thoại hơn các bác và anh em nhé. Cái câu hỏi cái này thì rất nhiều các bác và anh em trăn trở với em là không biết là nghe qua cái nào hay hơn. Nhiều bác lại bảo là nghe tivi hay hơn, nhưng mà rất nhiều bác và anh em chơi lâu năm ấy, thì các bác và anh em lại chọn là chơi qua điện thoại và kết nối qua cái cổng OTG, cái cổng chân sạc điện thoại này thì hay hơn. Đấy, thì giờ em sẽ test luôn nhá, để có bác và anh em nghe thử trước. Đấy, đầu tiên sẽ test cổng quang các bác và anh em nhé. Đây, cổng quang để em sẽ chuyển nó về chế độ cổng quang này. Đấy là cổng OPT ở đây. Đấy, âm lượng em sẽ để nguyên nhé các bác và anh em, không thay đổi bất cứ cái gì cả. Đấy, em sẽ bật nhạc lên cho các bác và anh em nghe. Đây, test cổng quang trước các bác và anh em nhé. Các bác và anh em cùng lắng nghe này. Mãi em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu, là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lạnh cơn muộn phiền theo tháng năm. Nhưng đã nằm khổ đau với tình điện thoại của các bác và anh em nhé. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu, là biển vắng đêm sâu. Quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lạnh cơn muộn phiền theo tháng năm. Giờ sẽ chuyển lại về cổng quang các bác và anh em nhé. Đấy, các bác nghe thử. Tôi còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi. Đó, vừa rồi em vừa test các bác và em nghe thử âm thanh khi mà test qua cổng quang của giải mã hoặc là test qua cổng OTG của điện thoại. Chắc hẳn ít nhiều các bác và anh em cũng đã nghe được những cái điểm khác nhau rồi đúng không ạ? Đấy,
như cảm nhận cá nhân của em nữa, thì em thấy là nghe qua điện thoại, âm thanh chất lượng qua cái chân sạc của điện thoại này, cổng OTG này, cá nhân em cảm thấy chất âm nó hay, nó chi tiết, cũng như là cái âm lượng, rõ ràng là cái âm lượng nó còn to, nó nhỉnh hơn khi mà các bác và anh em nghe qua cái cổng qua các bác và anh em nhá. Đấy, chính vì vậy mà em cảm nhận riêng là đây là em test trên một nền nhạc là nhạc YouTube các bác và anh em nhá, nhạc YouTube. Chưa kể đến nếu các bác và anh em sử dụng điện thoại nào mà chơi mua những cái bản nhạc trên Tidal này, hoặc là chơi trên những cái nền tảng nhạc khác, nhạc mạng khác mà gọi là nhạc số mà mất tiền mua đấy, thì chắc chắn là nó còn hay và nó chi tiết hơn rất nhiều các bác và anh em nhá. Không chỉ là như thế này đâu, đây em chỉ test nhanh qua cái nhạc của YouTube thôi, nhạc của YouTube, nhạc mạng từ trên YouTube thôi, thì nó đã có sự khác biệt rất là rõ rệt như vậy rồi. Thì chính vì vậy em có một lời khuyên các bác và anh em nhé, chính vì vậy em hay bảo các bác và anh em là nếu mà chơi giải mã ở hiện tại mà chúng ta chỉ sử dụng cổng quang ấy, thì không nên cần thiết phải mua một chiếc giải mã quá là đắt tiền các bác và anh em nhé. Đấy, vì thực tế thì đây các bác và em xem này, em sẽ quay cái TV các bác và em xem. Đây, thực tế thì em sẽ cho các bác và em xem này. Đây. Tôi tựa phiên đá sầu, chớ vơ trong lạnh cơn, muộn phiền theo tháng năm. Em hỏi tôi. Đây. Trên, nếu mà các bác em chơi trên TV ấy, thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái chất lượng này, chất lượng của video này, chất lượng nhạc. Đây, các bác và em xem. Đấy, cái video này chất lượng của nó chỉ là 1080 thôi, thì chính như vậy cái chất lượng nhạc xuất ra nó cũng chỉ được thấp như vậy rồi các bác và anh em nhé. Cái chất lượng đấy nó ảnh hưởng rất nhiều này, bây giờ nó còn có cả Full HD rồi, 2080 rồi, rất nhiều cái đấy. Cho nên là cái nhạc mạng này một phần ảnh hưởng của nó TV nữa, TV các bác và anh em chỉ có thể xuất ra tối đa là 1080, thì chất lượng nhạc các bác và anh em nghe cũng chỉ được là 1080 thôi. Đấy, cho nên là các bác và anh em có mua giải mã đắt tiền hơn hay hơn, giải mã tốt hơn 32 bit chẳng hạn, thì cái chất lượng nhạc nó ra nó chỉ xuất ra được bấy nhiêu, TV chỉ xuất ra được bấy nhiêu, thì nó cũng không thể nào giải mã được hơn các bác và anh em nhá. Chính vì vậy mà em luôn nói với các bác và anh em một cái rất là rõ ràng rồi. Đấy, chơi giải mã từ cổng quang không thì không nhất thiết phải sử dụng là giải mã đắt tiền. Đấy, như TV nhà em này, nó chỉ xuất ra được bấy nhiêu thôi, thì em cũng chỉ nghe nhạc mạng nó chỉ được đến bấy nhiêu thôi, nó không thể nào hơn được, không thể nào làm cái biện pháp gì để giải quyết được. Nhưng trên điện thoại này, các bác và anh em sử dụng qua cổng OTG này, nó sử dụng con chip giải mã riêng, cho nên là nó sẽ cực kỳ hay, nó có chip giải mã riêng, nó tăng cái chất lượng âm nhạc lên cho các bác và anh em. Đồng thời là nếu các bác và anh em chơi những phần mềm khác, hoặc là mua nhạc mạng về, mua những nhạc chất lượng cao về đánh qua những cái phần mềm, thì nó sẽ nâng cấp cái chất lượng của cái âm thanh các bác và anh em lên rất là nhiều. Chính vậy là ngày hôm nay em sẽ giải đáp các bác và anh em, trong mắt các bác và anh em luôn, là nếu mà một chiếc giải mã bình thường thì nó sẽ gần như không có sự khác biệt. Nhưng nếu chiếc giải mã chỉ có tầm trung hoặc tốt lên một chút, có những cổng USB để chơi từ điện thoại vào như thế này, đấy, cắm cổng JOTG vào chơi điện thoại như thế này, thì chắc chắn là chơi nhạc mạng từ trên điện thoại vào giải mã sẽ hay hơn là chơi qua cổng quang các bác và anh em nhé. Đây là em test có dây đấy, còn em chưa test bluetooth thì em sẽ không test, vì đấy là tín hiệu nhạc không dây, thì đôi khi là nó có thể thiếu ổn định hơn hay như thế nào đấy các bác và anh em nhé. Đấy rồi, một cái video chia sẻ ngắn về những chiếc đầu giải mã và cách chơi nhạc. Các bác và anh em nghĩ sao về cái vấn đề này thì vui lòng chia sẻ và comment phía xuống phía dưới giúp em vậy ạ. Đấy, còn nếu yêu thích video của em thì hãy like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video của em. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em trong những video tiếp theo.